Đây là bánh phô mai. Phô mai thịt nguội. Ở bên ngoài là một lớp phô mai rất là dày. Bên trong thịt nguội. Đây là bánh mặn nha mọi người. Ngon lắm luôn. Cái hương thịt này tương chắc với mọi người là rất là nổi tiếng và tin là các bạn đã cũng biết rồi. Nên hương vừa giới thiệu nhiều. Nói chung là đồ đây ăn có bánh ngon. Bánh này là bánh ngọt nha mọi người. Coi mùi sắn nè. Nhìn vậy thôi chứ ăn không hề ngán nha. Nhìn rất là đẹp mắt. Các bạn có thể sống mạo được. Cái này là hồi nãy mua anh có đọc tên bánh là gì không? Đó. Trong cái bìu đó. Bìu. Thôi kệ đi, nói chung là nó là bánh ngọt và ăn rất là ngon. Ở bên kia là nhum. Còn nhum bên trong là thơm nha mọi người. Nói chung là ăn rất là ngon, không hề bị ngán. Đây, để mình cắt cái lớp bánh này rồi đó bạn. Đây cái đế của nó nha. Ôi trời, da dày á. Cho con. Đó. Đây là cái lớp đế nha. Nó là bánh. Và rất là ngon. Ai không ngon, nhưng mà ngon. Đó là ngon nè mọi người. Nhìn mọi người. Bánh rất là mềm. Bánh rất là ngon. Nếu mà bạn nào mà muốn đồ ăn thì nếu mà ghiền bánh giống như mày Hương á, mình tới đây một tuần khoảng 7 ngày thôi chắc chắn sẽ mập. Ai cũng đang cần á thì nên tới đây. Tại vì mày Hương thấy là đa số bánh của nó, bánh nào cũng ngon hết luôn á. Nói chung là nó ngon quá, không có từ nào để diễn tả ăn ngoài từ ngon hết á. Nên là không biết nói như thế nào thì các bạn hiểu. Rồi, giờ mình Hương ăn tiếp nha. Đây là bánh này. Ăn rất là ngon. Bánh này là nướng và nó ngon. Chiếc phô mai và bỏ được mọi vô xong rồi nướng lên. Tổng điện thoại đây nha mọi người. Nói chung là bữa ăn này rất đáng được tiền. Đáng không anh? Quá đáng luôn. Quá đáng luôn hả? Trời ơi, quá đáng vậy. Thôi Hương nghe đáng là được rồi. Đó, Hương đang ăn tiếp. Ăn mừng quá, tôi lắm rồi. Ngon quá, ăn một miếng nói luôn. Cái lớp phô mai của nó ăn không hề bị ngán. Rất là, nó không phải là béo quá, nó cứ đen nèo và nói chung là ngon. Ngon quá. Để cập nhật những video mới nhất và hấp dẫn nhất thì các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.